Rồi xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Rồi ok, mình đặt máy xuống mình quăng câu nha. Đặt cái góc này đi. Dính cá các bạn. Lên hàng, lên hàng. Cái chơi, cái chơi. Lên hàng. Chơi trắng. Rồi, lên hàng. Một con cá chê. Lên hàng mọi người nè. Cá chê trắng quá bự luôn. Bây giờ. Giờ lấy túi rộng nó thôi. Ngâm 8 giờ mới được con đầu tiên. Thử cái chê, cái cha không chứ. Cái chê ăn cám. Để con cỏ. Cái chè trắng, cái chè trắng thường kìa. Bà đã, bà đã, bà đã. Không cần giác. Trời ơi, nó mang hai lưỡi luôn. Đứt hết lưỡi luôn. Rồi, các bạn có yêu thích mình thì tặng cho mình một like nha. Rồi cho mình một đăng ký nếu bạn nào chưa đăng ký á, thì ấn nút chuông để theo dõi những video mới nhất của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.